Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự tối hôm nay, thứ hai ngày 3 tháng 8 của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam. Một số thông tin chính sẽ có trong chương trình. Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn làm việc với tỉnh Quảng Nam về công tác phòng chống dịch COVID-19. Phong tỏa nhiều khu dân cư ở địa bàn huyện Thăng Bình, thị xã Điện Bàn và thành phố Hội An. Sau khi một khu dân cư bị phong tỏa, huyện Thăng Bình triển khai đồng bộ các phương án để hạn chế sự lây lan dịch bệnh, đồng thời hỗ trợ vật chất tinh thần để người dân vượt qua giai đoạn khó khăn này. Bộ đội phòng hóa xung kích trên tuyến đầu chống dịch ở Quảng Nam. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, chiều nay, đoàn công tác Bộ Y tế do Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 làm trưởng đoàn, đã có buổi làm việc với Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam về công tác phòng chống dịch trên địa bàn tỉnh. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Quảng Nam Trần Văn Tân, đại diện các sở ngành liên quan, tiếp và làm việc với đoàn. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Văn Tân, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Quảng Nam cho biết, hiện nay trên địa bàn tỉnh đã có thêm 40 ca COVID-19, trong đó 36 ca đang điều trị và 6 ca đã có kết quả dương tính từ Viện Pasteur Nha Trang. Có thể nói tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp. Quảng Nam có 3 cơ sở triển khai xét nghiệm RT-PCR của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam và hệ thống của Trường Đại học Phan Châu Trinh. Cả tỉnh có 55 điểm cách ly tập trung, nhưng khả năng sẽ quá tải trong thời gian tới. Sở Y tế Quảng Nam cho biết một số khó khăn ngành đang phải cố gắng khắc phục như thiếu nhân lực lấy mẫu xét nghiệm, hồi sức cấp cứu, điều trị tại các cơ sở khám chữa bệnh, điều trị COVID-19, thiếu trang thiết bị y tế, vật tư, hóa chất, khẩu trang N95, trang phục phòng hộ cá nhân cũng như kinh phí hoạt động. Tại buổi làm việc, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh và các bệnh viện, trung tâm y tế kiến nghị đề xuất Bộ Y tế xem xét hỗ trợ cấp bách một số điều kiện để phòng chống dịch. Kính đề nghị Bộ Y tế, Ban Chỉ đạo Quốc gia, đoàn công tác của Bộ quan tâm hỗ trợ hơn nữa cho cái năng lực xét nghiệm COVID của tỉnh Quảng Nam. Rồi hỗ trợ thêm về sinh phẩm để xét nghiệm, mà nhất là môi trường, hóa chất, vật tư đi kèm. Cái này nó quan trọng. Kính đề nghị Bộ tiếp tục quan tâm hỗ trợ cho tỉnh các chuyên gia cao cấp hàng đầu về giám sát dịch tễ, về xét nghiệm, về chẩn đoán và điều trị. Có các đội phun hóa chất tự động diện rộng ở thôn, ở xã của quân đội đối với những cái địa điểm mà đã được phong tỏa để phòng chống dịch bệnh. Tỉnh Quảng Nam cũng đề xuất Bộ Y tế thống nhất bổ sung tăng giường bệnh điều trị COVID-19 tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam và mở rộng thêm cơ sở điều trị COVID-19 trên địa bàn tỉnh. Với tính chất nguy hiểm của virus SARS-CoV-2 và một số thử nghiệm âm tính giả của test nhanh, Sở Y tế đề xuất không sử dụng test nhanh để sàng lọc trong cộng đồng giai đoạn hiện nay. Về vấn đề này, chuyên gia Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương thống nhất và khuyến cáo trong thời điểm hiện nay, Quảng Nam vẫn nên áp dụng xét nghiệm kháng nguyên ban đầu. Nhiều ý kiến chuyên gia của Bộ Y tế đề nghị Quảng Nam nhanh chóng thành lập các tổ phòng dịch trong cộng đồng như thành phố Đà Nẵng và các địa phương khác. Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn ghi nhận những kiến nghị đề xuất của tỉnh Quảng Nam và nhấn mạnh với thực trạng diễn biến hiện nay, tỉnh Quảng Nam có điều kiện để khống chế dịch COVID-19. Bộ Y tế sẽ hỗ trợ tỉnh Quảng Nam các máy móc trang thiết bị y tế đảm bảo nhu cầu khám chữa trị liên quan đến COVID-19. Đối với Quảng Nam thì là tất cả những trường hợp đó đều có liên quan đến những việc các bệnh viện ở Đà Nẵng. Cho nên chúng tôi đánh giá đây là một cơ hội rất lớn của Ban Chỉ đạo và ngành y tế tỉnh Quảng Nam để có thể tăng cường công tác truy vết, tìm ra F1, thực hiện cách ly đối với các cộng đồng để có thể sớm kiểm soát được dịch bệnh trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. Chúng tôi hoàn toàn thống nhất với cả những cái biện pháp đã được triển khai về điều tra, giám sát dịch ở trên địa bàn của tỉnh. Bên cạnh đó là xét nghiệm. Đây là một vấn đề cực kỳ quan trọng trong giai đoạn hiện nay. Và chúng tôi cũng đề xuất với Ủy ban Nhân dân tỉnh và Ban Chỉ đạo cũng như ngành y tế phải tăng cường cái khả năng, năng lực xét nghiệm để chúng ta có thể thực hiện những cái xét nghiệm truy vết, tìm ra những cái đối tượng dương tính ở trong cộng đồng, ở tại các cái địa bàn mà chúng ta đã có những ca dương tính ban đầu. Liên quan đến công tác xét nghiệm, Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn
tỏ ra quan ngại khi công suất xét nghiệm còn thấp, đề nghị tỉnh tập trung nâng cao năng lực xét nghiệm. Đoàn công tác sẽ báo cáo chính phủ có cơ chế hỗ trợ tài chính, đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. Trước diễn biến khó lường của dịch bệnh SARS-CoV-2, tỉnh Quảng Nam quyết định phong tỏa hai khu dân cư ở thị xã Điện Bàn và huyện Thăng Bình. Đây là khu vực có số người dương tính với virus SARS-CoV-2 cao của hai địa phương này. Bắt đầu từ 0 giờ hôm nay ngày 3 tháng 8, huyện Thăng Bình triển khai lực lượng thành lập 3 chốt gồm đoàn viên thanh niên, dân quân tự vệ, công an, thường trực 24/24 giờ để kiểm soát nghiêm ngặt việc ra vào khu dân cư Lưu Minh, khu phố 5 thị trấn Hà Lam. Khu dân cư này có 96 hộ với 384 nhân khẩu và đã có 7 người trong một gia đình dương tính với virus SARS-CoV-2. Tất cả người dân được yêu cầu ở trong nhà, mọi sinh hoạt cá nhân, những nhu cầu cấp thiết của nhân dân được lực lượng chức năng hỗ trợ tối đa. Ở khu Lưu Minh thì có 3 chốt, thì mỗi chốt như vậy thì đoàn viên thanh niên thì chúng tôi huy động một anh em cùng tham gia. Cùng với đó thì việc vận chuyển lương thực, thực phẩm giúp cho bà con ở trong khu Lưu Minh để đảm bảo cho bà con đảm bảo lương thực cũng như là thức ăn, nước uống tốt nhất cho bà con trong thời gian mà phong tỏa ở khu vực này. Tất cả hoạt động ra vào khu dân cư Lưu Minh, khu phố 5 thị trấn Hà Lam được siết chặt. Việc kiểm tra thân nhiệt, ghi nhật ký được thực hiện cẩn thận. Mỗi buổi sáng sớm, lực lượng tình nguyện sẽ đến từng hộ để ghi chép yêu cầu và hỗ trợ tối đa cho người dân trong khu vực phong tỏa có cuộc sống thuận lợi, an toàn nhất. Hôm qua, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Văn Tân cũng đã ký quyết định về việc phong tỏa tạm thời khu vực có nguy cơ cao lây nhiễm COVID-19 trên địa bàn thành phố Hội An. Cụ thể như sau, thực hiện các biện pháp khẩn cấp về phòng chống dịch theo quy định của Luật Phòng chống bệnh truyền nhiễm ngày 21 tháng 11 năm 2007 và triển khai ngay các hoạt động tại kế hoạch số 58 ngày 29 tháng 3 năm 2020 của Ban chỉ đạo cấp tỉnh phòng chống dịch COVID-19 trừ hoạt động điều trị ở mức ứng phó cấp độ 3 trên địa bàn thành phố Hội An. Khoanh vùng, phong tỏa cách ly tạm thời khối phố Tân Mỹ cũ, nay là một phần khối phố Thịnh Mỹ, phường Cẩm An, thành phố Hội An, khu vực có nguy cơ lây nhiễm cao, khoảng 145 hộ, 764 nhân khẩu. Cụ thể, phạm vi Đông Bắc giáp đường Lạc Long Quân, Đông Nam giáp đường Mai An Tim, Tây Nam giáp đường bê tông ven sông Đế Võng và Tây Bắc giáp đường quy hoạch khu dân cư Tân Thịnh, Tân Mỹ. Thời gian thực hiện 14 ngày, bắt đầu từ 0 giờ ngày 3 tháng 8 năm 2020. Nhiều địa điểm trên địa bàn huyện Thăng Bình đã được phun hóa chất khử khuẩn dịch COVID-19 vào sáng nay. Công tác này được Trung tâm ứng phó sự cố hóa học sinh học phóng xạ hạt nhân Bộ Quốc phòng phối hợp với Tiểu đoàn Hóa học 78 Quân khu 5 và Ban chỉ huy quân sự huyện Thăng Bình tiến hành thực hiện. Theo đó, xe chuyên dụng của Tiểu đoàn Hóa học 78 Quân khu 5 đã tiến hành phun hóa chất tại khu dân cư Lưu Minh thuộc khu phố 5 thị trấn Hà Lam. Đây là khu vực vừa được phong tỏa vào 0 giờ ngày hôm nay 3 tháng 8 với 96 hộ dân với 384 nhân khẩu. Ngoài khu dân cư Lưu Minh, lực lượng quân đội đã tiến hành phun hóa chất tại 3 khu cách ly tập trung của huyện Thăng Bình, gồm trạm y tế thị trấn Hà Lam, trường tiểu học Lương Thế Vinh và trung tâm y tế huyện Thăng Bình. Cùng với đó, lực lượng chức năng đã tiến hành phun hóa chất tại cơ quan huyện ủy Thăng Bình, cơ quan ủy ban nhân dân huyện, trung tâm văn hóa thể thao và truyền thanh truyền hình huyện Thăng Bình và toàn bộ tuyến đường Tiểu La, đường 3 tháng 2, thị trấn Hà Lam. Thưa quý vị, ngay sau khi phong tỏa một khu dân cư, huyện Thăng Bình triển khai đồng bộ các phương án để hạn chế sự lây lan của dịch bệnh SARS-CoV-2. Người dân chấp hành tốt việc đeo khẩu trang, hạn chế ra ngoài, tụ tập đông người. Đặc biệt, các lực lượng tuyến đầu đã không ngại nguy hiểm, bảo vệ an toàn cho nhân dân. Các đơn vị trên địa bàn huyện cũng đồng hành hỗ trợ vật chất, tinh thần để nhanh chóng vượt qua giai đoạn khó khăn này. Ngay sáng nay, Hợp tác xã Nông nghiệp Bình Nam huyện Thăng Bình đã trích kinh phí của đơn vị 25 triệu đồng, cử người trực tiếp đi mua và vận chuyển 2 tấn gạo đến hỗ trợ trực tiếp Ban chỉ huy quân sự huyện Thăng Bình để tăng cường bữa ăn cho những người dân ở các khu vực cách ly, cán bộ, chiến sĩ, nhân viên y tế các chốt chặn. Hành động ngay lập tức này là sự động viên lớn để các chiến sĩ hậu cần đảm bảo suất ăn thêm chất lượng, lan tỏa tinh thần chia sẻ khó khăn với quê hương. Chúng tôi thì thấy rằng là mong rằng là mọi người không riêng gì hợp tác xã mình đâu mà cùng nhau là coi như là hỗ trợ về tinh thần cũng như là vật chất để mà coi như để mà có tạo điều kiện để mà chúng ta là sớm để mà coi như là dập được cái cơn dịch này là sớm nhất. Hiện nay, Ban chỉ huy quân sự huyện Thăng Bình đảm nhận phục vụ ăn uống cho hàng trăm người dân và các lực lượng ở hai khu cách ly tập trung tại trạm y tế, trường tiểu học Lương Thế Vinh, thị trấn Hà Lam, và một phần đối với trường trung cấp cảnh sát nhân dân.
Ban chỉ huy quân sự huyện Thăng Bình phải tăng lực lượng hậu cần lên 10 người, bắt đầu công việc chuẩn bị xuất ăn từ 4 giờ sáng đến sau 19 giờ. Công việc tăng lên gấp nhiều lần nhưng các chiến sĩ không quản ngại vất vả để người dân khu cách ly và chiến sĩ tuyến đầu đảm bảo sức khỏe. Công tác đi chợ và công tác chế biến cải tiến món ăn vẫn cố gắng là bảo đảm đầy đủ 4 món ăn chính cho người dân cũng như cán bộ nhân viên. Bảo đảm đầy đủ dinh dưỡng, khẩu phần ăn để bảo đảm tốt sức khỏe cho người bệnh cũng như là cán bộ tham gia thực hiện các nhiệm vụ tại khu cách ly. Huyện Thăng Bình hiện có 18 người là F1, trong đó có 7 người trong một gia đình, nên nguy cơ lây lan cộng đồng rất cao. Một hành động dù nhỏ cũng là nhịp cầu để những tấm lòng thảo thơm chung tay chia sẻ với cộng đồng trong thời điểm khó khăn này. Là động lực rất lớn để địa phương kiểm soát tình hình, nhanh chóng bị khống chế và đẩy lùi đại dịch nguy hiểm này. Thưa quý vị, trước sự diễn biến phức tạp khó lường của dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, nhất là các vùng tâm dịch, nơi có nguy cơ lây nhiễm cao trong cộng đồng. Theo đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh, quân khu 5 đã khẩn trương huy động lực lượng, phương tiện chuyên dụng cơ động, phối hợp với chính quyền địa phương, xử lý tiêu độc khử khuẩn, giúp nhân dân yên tâm, tỏ rõ quyết tâm đoàn kết, chung tay góp sức cùng lực lượng chức năng ngăn chặn đẩy lùi dịch bệnh COVID-19. Hơn 60 cán bộ chiến sĩ thuộc Trung tâm ứng cứu hóa chất độc, phóng xạ và hạt nhân khu vực miền Trung, tiểu đoàn phòng hóa 906 binh chủng hóa học và tiểu đoàn phòng hóa 78 bộ tham mưu quân khu 5, đội y học dự phòng cục hậu cần quân khu 5 với hàng chục phương tiện trang bị khí tài chuyên dụng đặc chủng được huy động đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường tiến hành phun hóa chất tiêu độc khử trùng ngăn chặn sự lây lan của đại dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Hội An, thị xã Điện Bàn và các huyện Duy Xuyên, Đại Lộc, Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam. Với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc, các cán bộ chiến sĩ đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Nhiệm vụ này cũng như là một nhiệm vụ chiến đấu của lực lượng vũ trang của toàn quân cũng như lực lượng vũ trang quân khu. Đặc biệt là những đơn vị, lực lượng chuyên trách làm nhiệm vụ khử trùng các khu vực và làm sao cho môi trường trong sạch, đảm bảo đời sống cho nhân dân và không để nguy cơ dịch bệnh lây lan kéo dài. Tại thành phố Hội An, khi vừa đến nơi, cán bộ chiến sĩ tiểu đoàn phòng hóa 906 đã khẩn trương chia thành 4 tổ, sử dụng 8 xe tiêu tẩy ARS-14, CDS-1000, Skid, xe chở thiết bị Sanizet và máy phun thuốc phòng dịch đeo vai tiến hành tiêu độc khử trùng toàn bộ khối phố An Hội, phường Minh An, chùa Sư Nữ, phường Sơn Phong, khu phố cổ và bệnh viện Đa khoa Hội An. Để phát huy tối đa hiệu quả của hóa chất, tùy theo chiều rộng mặt đường và vỉa hè, mỗi khu vực, tuyến phố đều được lực lượng phun thuốc tiêu độc khử trùng từ 2 đến 3 lần. Đối với các hẻm nhỏ và bến du thuyền trên sông Hoài, nơi các phương tiện, khí tài chuyên dụng không thể tiếp cận, bộ đội đã sử dụng máy phun thuốc đeo vai để tiêu độc kỹ lưỡng. Thì tôi nghĩ rằng là vấn đề này nó không chỉ giúp cho thành phố là làm tốt công tác khử trùng, tiệt trùng, mà quan trọng nhất là nó đem lại sự yên tâm cho người dân, và cũng qua cái việc này là góp phần để nâng cao cái ý thức của người dân trong vấn đề phòng chống dịch bệnh. Tại tâm dịch huyện Đại Lộc, cán bộ chiến sĩ tiểu đoàn phòng hóa 78, bộ tham mưu quân khu 5 đang khẩn trương với phần việc của mình. Các anh đã không quản ngại khó khăn, làm việc xuyên trưa, phun khử khuẩn toàn bộ khu cách ly số 1, số 2, xóm mới Hòa Đông, chùa Giác Nguyên, chợ Ái Nghĩa, bệnh viện đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam. Sau khi nghe có nhiễm đầu tiên dân Lộc cũng thấy lo lắng, và sau công tác tuyên truyền và bố cục có hệ thống chính trị, có quân đội, công an và các ngành chức năng, như vậy đặc biệt là quân khu Nam đã khử trùng xung quanh khu vực thị trấn, đặc biệt là khu vực chợ Nghĩa và các khu vực mà có vệ sinh môi trường ở chợ và khử trùng rất là tốt, dân an tâm hơn. Tuy công việc nặng nhọc và phải đối mặt với nguy cơ lây nhiễm cao trong điều kiện khắc nghiệt, thời tiết oi bức khó chịu, song với tinh thần chống dịch như chống giặc, các lực lượng luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, làm việc khẩn trương, nghiêm túc, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Văn Tân vừa ký và ban hành văn bản về việc chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp ưu đãi người có công và đối tượng bảo trợ xã hội hàng tháng trong thời gian phòng chống dịch COVID-19.
Theo đó, thống nhất chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp ưu đãi người có công và đối tượng bảo trợ xã hội cả 2 tháng, tháng 8 và tháng 9 năm 2020. Thời điểm chi trả từ ngày 10 tháng 8 đến ngày 25 tháng 9 năm 2020, cụ thể như sau. Đối với các huyện, thị xã, thành phố, Đại Lộc, Duy Xuyên, Thăng Bình, Quế Sơn, Điện Bàn, Hội An, tổ chức chi trả trực tiếp tại nhà đối với tất cả các đối tượng hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng, đối với người có công với cách mạng và đối tượng bảo trợ xã hội. Đối với các huyện, thành phố còn lại, tổ chức chi trả theo hai hình thức, gồm chi trả tập trung theo đơn vị quản lý hành chính của từng xã phường thị trấn, nhưng phải đảm bảo các yêu cầu biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19 theo đúng quy định của Bộ Y tế và các văn bản chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Chi trả tại nhà trong trường hợp Chính phủ và Ủy ban Nhân dân tỉnh công bố cách ly xã hội theo chỉ thị số 16 CTTTC ngày 31 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ. Giao Bưu điện tỉnh xây dựng phương án cụ thể, làm việc với Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Bảo hiểm Xã hội tỉnh thống nhất triển khai thực hiện chi trả theo hình thức nêu trên, đảm bảo đầy đủ, kịp thời đúng đối tượng. Trong quá trình chi trả tận nhà, Bưu điện tỉnh phải thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch sau. Nhân viên chi trả phải đảm bảo không liên quan đến các yếu tố dịch tễ, đeo khẩu trang trong suốt quá trình thực hiện nhiệm vụ, kiểm tra thân nhiệt ít nhất 2 lần mỗi ngày trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, rửa tay bằng dung dịch sát khuẩn sau mỗi lần chi trả, thực hiện các biện pháp khác theo khuyến cáo của cơ quan y tế, đảm bảo các yêu cầu của công tác phòng chống dịch COVID-19. Chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam đến đây là kết thúc. Ngay bây giờ sẽ là những thông tin về tình hình dự báo thời tiết do Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Quảng Nam cung cấp. Xin kính chào tạm biệt. Bây giờ là những thông tin về tình hình tài chính và thị trường. Thưa quý vị, bên cạnh gói hỗ trợ tín dụng 25.000 tỷ đồng đang triển khai trên toàn quốc, từ ngày 1 tháng 8 năm 2020, Ngân hàng Sài Gòn Hà Nội SHB triển khai chương trình tiếp sức khách hàng tại Đà Nẵng, Quảng Nam chịu ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 với gói tín dụng 2.500 tỷ đồng. Chương trình tiếp sức bao gồm nhiều ưu đãi về lãi suất cho vay, phí dịch vụ ngân hàng, đặc biệt giảm lãi suất cho vay tối thiểu 2% một năm so với lãi suất thông thường cho cả khách hàng hiện hữu và mới gặp khó khăn bởi dịch. Ngoài các gói ưu đãi lãi suất, SHB tiếp tục triển khai các phương án cơ cấu nợ, giãn nợ và giữ nguyên nhóm nợ, miễn phần lớn các phí giao dịch khách hàng, miễn giảm phí trả nợ trước hạn, miễn giảm các phí chuyển tiền liên ngân hàng và hàng loạt các phí giao dịch khác, đảm bảo hoạt động giao dịch thông suốt 24/7, đáp ứng các nhu cầu của tất cả khách hàng trong và ngoài nước. SHB Đà Nẵng và Quảng Nam đã và đang tiếp tục đẩy mạnh tổ chức thực hiện rà soát từng nhóm ngành hàng với từng khách hàng để đánh giá khó khăn của doanh nghiệp và cá nhân khi COVID quay trở lại, để cung cấp các giải pháp phù hợp nhất cho từng khách hàng, từng nhóm ngành hàng,
hỗ trợ kết nối thị trường đầu vào đầu ra nhằm giúp doanh nghiệp giảm phụ thuộc vào các thị trường đang bị ảnh hưởng bởi dịch, nhanh chóng khôi phục hoạt động sản xuất kinh doanh, cung cấp các thông tin thị trường trong nước và quốc tế, cùng những chính sách ưu đãi, hỗ trợ từ nhà nước dành cho doanh nghiệp, tư vấn miễn phí tài chính doanh nghiệp và tái cấu trúc doanh nghiệp vượt qua khó khăn. Với triết lý phát triển doanh nghiệp gắn với trách nhiệm xã hội, vừa qua, SHB, TNT Group và một số doanh nghiệp đã quyết định ủng hộ hơn 6 tỷ đồng cho Đà Nẵng, Quảng Nam và Quảng Ngãi, góp phần phòng chống dịch bệnh do chủng virus corona gây ra. Theo biểu lãi suất mới nhất tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam Vietcombank, hiện đang có mức huy động cao nhất dành cho khách hàng cá nhân đã được điều chỉnh còn 6,1% một năm. Cụ thể, lãi suất huy động tại Vietcombank kỳ hạn từ 1 đến 3 tháng dành cho khách hàng cá nhân dao động từ 3,7 đến 4% một năm. Với khách hàng gửi tiền tiết kiệm từ 6 đến 9 tháng, Vietcombank áp dụng lãi suất ở mức từ 4,4 đến 4,6% một năm, kỳ hạn 12 tháng lãi suất là 6% một năm. Mức lãi suất tiết kiệm cao nhất ở Vietcombank hiện là 6,1% một năm, áp dụng cho các khoản huy động kỳ hạn 24 tháng. Trong khi đó, với khách hàng tổ chức, mức lãi suất tiền gửi cao nhất tại Vietcombank chỉ còn 5,5% một năm, thay vì mức 6,5% một năm như trước đó, cho các kỳ hạn từ 12 tháng trở lên. Kỳ hạn từ 6 đến 9 tháng, lãi suất dành cho khách hàng tổ chức tại Vietcombank là 4,4 đến 4,6% một năm, từ 1 đến 3 tháng là 3,7 đến 4% một năm. Vietcombank vừa ra mắt dịch vụ ngân hàng số VCB Digibank hợp nhất các nền tảng giao dịch riêng rẽ trên Internet Banking và Mobile Banking. Chuyển sang thông tin về diễn biến thị trường vàng trong ngày. Thưa quý vị, giá vàng trong nước sáng ngày 3 tháng 8 vẫn quanh quẩn dưới ngưỡng 58 triệu đồng một lượng, trong khi thị trường châu Á giao ngay tăng 0,1% lên 1.976,47 đô la Mỹ một ounce, sau khi đạt mức cao kỷ lục mới 1.984,66 đô la Mỹ một ounce lúc đầu phiên giao dịch này. Cuối phiên giao dịch sáng, mỗi lượng vàng SJC có giá niêm yết mua vào ở mức 56,7 triệu đồng, bán ra 57,85 triệu đồng. So với cuối tuần qua, mức giá này được điều chỉnh tăng 70.000 đồng một lượng ở chiều mua vào và 80.000 đồng một lượng ở chiều bán ra. Chênh lệch giá mua vào bán ra theo đó được rút ngắn xuống còn 1,15 triệu đồng một lượng. Trong phiên giao dịch sáng ngày 3 tháng 8, quy đổi theo tỷ giá tại Vietcombank, hiện giá vàng thế giới đang ở mức 55,38 triệu đồng một lượng, thấp hơn giá vàng mua vào vàng SJC 1,32 triệu đồng một lượng. Vừa rồi là bản tin tài chính thị trường, bản tin có sự đồng hành của Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Quảng Nam. Tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.